Kính chào quý ông bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi kênh youtube Lời Yêu Thương của Tư đoàn Tông Đồ Giáo sĩ Nhà Chúa Miền Hải Ngoại. Hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta hân hoan sống bầu nhiệm cao cả này với niềm tin yêu và hy vọng dạt dào trong tâm hồn. Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Lời Chúa được trích trong tin mừng của Thánh Doan, chương 20, từ câu 1 đến câu 9. Trên thật lại sự kiện Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết lắng nghe, đón nhận và can đảm sống lời Chúa qua tin mừng hôm nay. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Pharaoh và người muôn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông -rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông -rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải ở đó nhưng không vào. Ông Simon -rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn cho đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. kính thưa quý bà và toàn thể anh chị em chúa đã sống lại alleluia chúa đã sống lại thật alleluia alleluia chúa đã sống lại thật rồi alleluia 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 thật hạnh phúc cho chúng ta được làm một con cái chúa bản chất của chúng ta là con cái chúa chúng ta thuộc dòng dõi của hai dong thuộc dòng dõi của vua David, có họ hàng với các thánh. Quê thật của ta là ở trên trời. Thế gì còn gì hạnh phúc hơn nữa, phải không cương bà và anh chị em? Tin mừng hôm nay chúng ta vừa được nghe, chúng ta thấy có ba nhân vật được nhắc tên trong tin mừng đó là Maria Magdalene Phêrô và người môn đệ chú thương mến là Gio-an, Người đã tìm thuật lại tin mừng hôm nay. Đây là một biến cố quan trọng có một không hai trong lịch sử nhân loại. Đó là một trong ba tên tử tội đã bị giết chết trên thập giá dưới sự chứng kiến của các trưởng lão, của các biệt phái và các nhà thông luật. Những người lính cùng đám đông dân chúng. Rồi ngài cũng được chôn trong mộ. Mà nay đã sống lại. Sự kiện đó là sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần và chúng ta vừa được nghe trong tin mừng nhắc đến Bà Maria Magdalene liền chạy ra mộ. Nhưng bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Không biết bà nghĩ gì, nhưng bà phải chạy về báo cho Phêrô và các môn đệ biết. Rồi có hai môn đệ chạy ra đó là Phêrô và Gioan. Ông Phêrô đã tới và đi vào trong thì ông thấy rằng những băng vải ở đó. Rồi khăn che đầu cũng ở đó. Nhưng được xếp gọn ngăn nắp tách riêng ra. Nhưng Gioan đi sau tới nhưng mà vẫn đợi cho Phêrô vào trước thì Gioan cũng vào ông thấy và ông tin những chi tiết này có đủ thuyết phục ta không thưa quý bà và anh chị em chắc có lẽ hàng năm chúng ta nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui cũng chỉ là một câu chuyện thế nào đó mà nó chẳng có thấm nhập gì vào trong cuộc sống của chúng ta cả nhưng mà là tại sao khi Gioan xác quyết là tôi đã thấy và đã tin. Và rồi cả suốt cuộc đời còn lại của Gioan là đã viết xuống trong tin mừng, đã viết xuống trong các thơ của Ngài để làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Hôm nay chúng ta cùng đi gặp ba nhân chứng Maria Magdalene, Fero và Joan. Chúng ta hỏi xem họ nghĩ gì, họ nói gì và không biết qua biến cố trọng đại này có ảnh hưởng gì đến tôi và đến bạn chăng. Giờ dạ đây chúng ta cùng lần lượt, lượt đi hỏi từng người nhé. Có lẽ rằng là chúng ta hỏi cái người đến màu đầu tiên đi, đó là bà Maria Magdalene Thưa chị sự kiện chị thấy tảng đá lăn ra khỏi mồ và chị cho rằng có ai đó đã lấy xác thầy Giêsu. Xin chị cho biết cảm nghiệm đầu tiên trong suy nghĩ của chị. Maria Magdalene trả lời: Tôi chẳng nghĩ được gì cả, mà chỉ mong về báo cho các môn đệ được biết. Nhưng trước nhất tôi cũng muốn xin chia sẻ một vài cảm nghiệm về con người tội lỗi của tôi. Maria Magdalene nói tiếp. Cái tội lỗi của tôi là một cái tội lỗi không có lối thoát. Là bởi vì tôi đã phải đứng trước cái chết theo như luật Mô là tôi bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và họ đưa tôi đến gặp thầy Jesus. Như Joan thần thoại đó trình thuật lại đó là họ đưa để họ gài bẫy nếu như Ngài tự tha cho tôi Thì Ngài lại đi ngược lại với luật mô xê Và nếu Ngài kết án tôi như họ Thì đúng luật đấy Nhưng mà Ngài lại giống Họ mất tiêu rồi Chúa sư thưa các bạn Ngài rất mực khôn ngoan Và thánh thiện Maria Magdalene nói tiếp: Tôi đã gặp được thầy Giê-xu, một người đầy lòng thương xót và quảng đại. Và trên tình yêu của Ngài đã thay đổi tôi hoàn toàn, từ một con người tội lỗi không lối thoát trở thành người môn đệ của Ngài. Từ giờ đó, tôi chỉ mong từng ngày được đi theo thầy để lắng nghe lời sự sống và phục vụ tha nhân như thầy đã truyền dạy tôi và tôi cũng được chứng kiến thầy giê xu bị đắn đòn Chữ chết đau đớn trên thập giá ngài đã chết vì tội lỗi của tôi đó vậy bạn có cảm nhận được là ngài chết vì tội lỗi của bạn không thì quý bà và anh chị em maria madeline đang hỏi chúng ta đấy đang hỏi bạn và hỏi tôi chúng ta trả lời thế nào cho cô ấy? Không biết bạn có câu trả lời chưa? Hay để tôi trả lời trước nhé. Thưa chị Maria Madeline, tôi cũng xin chia sẻ một cảm nghiệm trong cuộc đời. Đó là lúc còn bé, bà tôi đã đưa anh hai và tôi đi vượt biên mà không cho mẹ tôi biết sau hai ngày không thành bị lộ thì, thì anh em chúng tôi trở về nhà và chúng tôi được biết mẹ của chúng tôi đã khóc sưng cả mắt lên rồi anh họ của tôi ra hỏi em đi đâu mới về mà để cho mẹ tìm hai ngày nay mẹ khóc nhiều lắm thế là tôi òa à, lên khóc vì tôi thương mẹ rất nhiều. Ai cũng thương mẹ đúng không? Sau này tôi cảm nghiệm cái điều này là cho tôi thấy được Chúa Giêsu luôn đi tìm tôi trong mọi hoàn cảnh. Ngài đi tìm tôi khi tôi phạm tội. Khi tôi xa lánh Ngài. Nếu Ngài là mẹ tôi Chắc chắn Ngài khóc nhiều lắm Bởi vì Ngài thương tôi Cũng giống như mẹ tôi Thương nhớ con không thấy con đâu Đi tìm mà cũng chẳng thấy Hỏi thì chẳng ai biết Mẹ tôi đau khổ Khóc lóc Thương nhớ con Thì Chúa Giêsu cũng vậy Ngài cũng đau lắm ngài cũng khổ lắm khi tôi phạm tội và tôi biết được rằng ngài là Thiên Chúa và là ngài là con người nên ngài thương tôi hơn cả mẹ tôi thương tôi nữa vì tội lỗi của tôi nên ngài đã chết vì yêu tôi để cứu chuộc tôi thưa chị Madeleine và các bạn. Có lẽ tôi cũng cảm nghiệm được một phần nào đó trong yêu thương của chị đối với Chúa Giêsu. Vì chỉ có tình yêu thương thật sự mới giúp ta cảm nghiệm được sâu xa trong mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu chết vì yêu tôi. Có như vậy, tôi mới vui mừng thực sự và hy vọng chắc chắn vào sự phục sinh của Chúa Giêsu. Còn bạn bạn nghĩ sao về tình yêu của Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại vì bạn? Nhớ trả lời cho Chúa Giêsu nhé. Cảm ơn chị Maria Madeline. Cảm ơn các bạn. Rồi câu hỏi thứ hai, bây giờ chúng ta dành cho Phêrô. Người đã chối Chúa tới ba lần, dù là đã được thầy Giêsu báo trước Thưa phê khi ông hối hả chạy đến mồ Chúa Giêsu, ông đi vào và thấy băng vải và khăn che đầu để ở đó, cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Ông đang nghĩ gì? Phêrô trả lời: Nghĩ gì à? Trên đường chạy tới mộ Chúa, tôi vừa sợ, tôi vừa xấu hổ vì đã chối thầy tới 3 lần liên tiếp trong những ngày vừa qua. Vì vậy mà đến nay người ta vẫn nhớ đến tôi và thường nói chối Như pharaoh chối Chúa. Mỗi khi họ không dám đối diện với sự thật. Bạn thấy đó, tính tôi thì rất thẳng thắn. Nghĩ sao nói vậy? Tôi đã từng nói với thầy mình rằng cho dù mọi người có bỏ thầy đi còn quyết không bỏ thầy đâu. Vậy mà tôi lại chối thầy tới ba lần Mà lại chối trước mặt một đứa tớ gái Thật là xấu hổ Xấu hổ lắm bạn ạ À bạn hỏi tôi nghĩ gì ư Rồi Phaero nói tiếp Ừ Một người mộ trống Tôi thấy khăn vải xếp gọn và đặt riêng biệt Tôi biết là chẳng có điều gì mà ngài không làm được Tình yêu của Chúa Giêsu vượt lên trên tất cả. Mà Ngài yêu tôi. Như trên trần gian này chỉ có một mình tôi với Ngài vậy. Và tình yêu đó có lẽ là giống như khi chỉ có Thiên Chúa với Adam và Eva vậy đó. Ngài thương tôi lắm. Vì vậy ánh mắt của Ngài nhìn tôi khi tôi chối Chúa lần thứ ba gà lên gáy làm cho tôi sực nhớ và tôi hối hận thưa các bạn tôi tin là ngài đã sống lại vì ngài đã nói với cho chúng tôi biết trước đây đó là ngài sẽ bị đánh đòn này rồi chịu chết này chịu xì vã xì vã này rồi sau ba ngày ngài sống lại ngài nói với chúng tôi rồi cho nên khi chúng tôi thấy chúng tôi tin rồi Phêrô nói tiếp trong thư thứ nhất của ngài viết cho chúng ta. Ngài nói: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm vui, niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Không biết bạn nghĩ giống tôi không? Thưa quý bà và anh chị em Phêrô đang hỏi chúng ta đó Phêrô đang hỏi bạn đó Bây giờ tớ lên bạn trả lời đi Bạn nghĩ gì Khi cùng với Phêrô Và Joan và Madeline Chạy đến Và nhìn vào trong mồ trống đó Chúng ta suy nghĩ tiếp nha Rồi bây giờ câu hỏi thứ ba Chúng ta dành cho anh Joan là người môn đệ trẻ nhất này anh cho cho chúng tôi biết là anh là người được Chúa yêu quý nhiều lắm chúng tôi thấy trong bữa tiệc ly anh tựa đầu vào ngực thầy Giêsu chúng tôi cũng thấy trong bữa tiệc ly anh là người gần gũi với thầy Giêsu chúng tôi theo dõi từng bước anh đã đi theo thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn anh cũng đã bỏ chạy thầy đấy chúng tôi thấy đó rồi chúng tôi theo dõi anh từng bước từng bước đi xa xa theo dõi thầy của mình mà thứ sáu tuần thánh vừa qua chúng tôi có kể cho nhau nghe về một cuộc tình đó là cuộc tình chú yêu con chúng tôi cũng nhắc tới anh đó và cũng được nhiều người đón nhận và chia sẻ cho nhau về cuộc tình của Thầy giê -xu đối với chúng tôi. Giờ đây chúng tôi muốn hỏi anh về sự kiện Chúa giê phục sinh. Xin anh chia sẻ cho chúng tôi cảm nghiệm của anh. Doan trả lời. Cảm ơn các bạn đã hỏi. Tôi muốn nói điều này với các bạn. Tôi yêu Thầy giê -xu lắm tôi xin nhắc lại câu đầu tiên trong thư thứ nhất của tôi viết cho các bạn trong thư thứ nhất câu thứ nhất các bạn thân mến điều vẫn có từ lúc khởi đầu điều chúng tôi đã nghe điều chúng tôi đã thấy tận mắt điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng mà tay chúng tôi đã chạm đến đó là lời sự sống. Thưa các bạn, rồi do nói tiếp, chúng tôi đã được sống với Thầy Giêsu xu rồng rã ba năm trời. Thầy Giêsu yêu thương chúng ta lắm. Tôi xin xác tín là Chúa Giêsu đã sống lại như Ngài đã từng tuyên bố. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu là vĩnh cửu ngài là sự sống và là sự sống đời đời ngài là chúa của kẻ sống ngài hiện hữu từ đời đời và mãi mãi hiện hữu vì tôi và vì bạn nên khi tôi đến mồ và không thấy ngài ở đó nữa và tôi đã tin ngài đã phục sinh Cảm ơn anh jo An đã nhắc cho chúng tôi về sự hiện diện, hiện hữu của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người. Ngài là ngôi lời đã có từ đời đời như trong tin mừng của Ngài viết. Và Ngài đã xuống thế làm người. Ngài là người thật và là Thiên Chúa thật. Anh đã được nghe, thấy, chiêm ngưỡng, chạm đến chính ngôi lời ấy. Cảm ơn anh đã giúp và nhắc nhớ cho chúng tôi về sự hiện hữu của ngài trong cuộc sống của chúng tôi và một lần nữa cảm ơn ba nhân chứng là maria Magdalene, ferro và joan trong tin mừng hôm nay đã thuật lại thưa quý bà và anh chị em trong cuộc phỏng vấn vừa rồi quý bà và anh chị em đã câu câu trả lời cho mấy người này chưa? Thôi, để khi nào các bạn có giờ cứ lắng đọng tâm hồn để nhìn lại cuộc sống của mình xem Thầy giê -xu yêu mình như thế nào. Ngài đã sống, đã chết, đã đau khổ và đã sống lại tất cả là vì yêu thương tôi và bạn đó. Cố gắng dành thời gian cho Thầy giê -xu nhé. Thứ ba nhân chứng trong tin mừng. Chúng tôi cũng đã tin Đã yêu Và đã cảm nghiệm được Chúa Giêsu đang sống trong cuộc đời của chúng tôi Vì chúng tôi chính là nhân chứng thứ tư Trong sự kiện đặc biệt này Vì Chúa Giêsu vẫn sống động trong lời của Ngài Trong bí tích thánh thể mà Ngài ở lại với bạn Và tôi trong mỗi thánh lễ Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta qua bí tích tất cả các bí tích mà Giáo hội để lại giúp cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa một cách sống động hơn. Ngài đang sống động trong Giáo hội và trong bạn và trong tôi. Các bạn rất thân mến, bạn và tôi có để cho Chúa Giêsu tiếp tục sống trong tâm hồn mình không? Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là nhân chứng thứ tư trong sự kiện Chúa đã phục sinh. Niềm sắc tín của chúng ta trong giây phút này như thế nào? Nếu ta yêu Chúa Giêsu, ta sẽ cảm được cái đau của Ngài trong thứ sáu tuần thánh. Và nếu ta yêu Chúa Giêsu, ta sẽ hân hoan vui mừng vì sự phục sinh của Ngài trong Chúa Nhật này đây. Hãy yêu Chúa Giêsu bạn nhé chúng ta nghe lại lời của Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Corinto, trong đó có bạn và có tôi nữa. Phaolô viết: Anh chị em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại Thì lời giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng Và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng Một Cô Rinh Tô 15 Câu 12 đến 14 Thưa quý bà và anh chị em Chúng ta cùng với Phaolô xác tín về niềm tin của chúng ta. Vì sự phục sinh của Chúa Giêsu là cùng đích của cuộc sống cho mỗi chúng ta. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta cũng sẽ cùng được sống lại với Ngài. Hãy can đảm lên, hãy xác tín hơn về niềm tin của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Quả thật tiếp cũng bà và anh chị em, Chúa đã phục sinh, Alleluia. Chúa đã sống lại, Alleluia phục sinh chính là Chúa Giêsu Kitô. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Xin kính chúc quý bà và toàn thể anh chị em đón nhận mùa phục sinh tràn đầy ơn Thánh Chúa và luôn có chúc phục sinh sống động trong tâm hồn hôm nay và mãi mãi. lạy Chúa toàn năng, Chúa là đấng cứu độ con. Chúa đã phục sinh. Hallelujah, con người khen Chúa. Hallelujah, Chúa đã sống lại. Hallelujah. con cảm tạ Chúa. Hallelujah. Chúa đã hiện hình. Con chúc tụng Chúa. Chúa. Chúa là vua vũ trụ. Chúa, Chúa là vua, vua. vua, Chúa Chúa là vua, vua. muôn loài. lấy Chúa, Chúa toàn năng. Chúa là đấng cứu độ con. Chúa đã phục sinh. Alleluia. Con vèo khen Chúa. Alleluia. Chúa đã sống lại. Alleluia. Phục sinh là đức Kitô. Chúa đã phục sinh. Alleluia. Con vèo khen Chúa. Alleluia. Chúa đã sống lại. Alleluia.

lạy chúa toàn nắng, chúa là đơn cư đầu con. Chúa đã phục sinh, con người khen chúa. Hallelujah. Chúa đã sống lại, Hallelujah. phục sinh là đức. Nhân vinh muôn đời Hallelujah. Chúa đã phục sinh Con người khen Chúa Hallelujah. Chúa đã sống lại Hallelujah. phục sinh là đường Kitô Chúa đã phục sinh Con người khen Chúa Hallelujah. Chúa đã sống lại. Hallelujah. Hiền vinh muôn đời.